Alo, Tết này nhà Nhung có những gì nhỉ? Chắc chắn là anh chị cũng sẽ đặt câu hỏi là không biết là Tết này nhà Nhung có cái gì? Cành đào, cây đào có không ạ? Nhung xin phép trả lời anh chị và cô bác là Tết này nhà Nhung không có cây đào, cũng không có cành đào, không có cây mai, cũng không có cành mai. Nhưng mà nhà Nhung lại có một bó hoa, dãy lọ hoa rất là đặc biệt, và những cái hoa bông hoa này đều từ chính vườn khu vườn của nhà Nhung, hái từ chính khu vườn của nhà Nhung. Hoa ngũ sắc này ở vườn ban công lớn này, hoa đậu biếc ấy, hai bông hoa đậu biếc màu tím cũng ở ban công lớn này, hoa hồng trứng cũng ở ban công lớn, màu hồng đỏ này và màu hồng nhạt này đó, hoa giấy thì ở ban công nhỏ này đó. Về tất cả các loại hoa ở đây đều từ khu vườn ban công của Nhung. Và vị chi là Nhung không hề tốn tiền hoa trong cái Tết này nha, mà cũng vẫn có được một bó hoa rất là xinh, trưng đến tận ngày hôm nay là mùng 2 vẫn đẹp và vẫn tươi. Thế còn cây quất đây thì Nhung có cây quất mini nhỏ xinh xinh. Nhung có 3 cây quất mini như thế này. Đó, một này. Đấy, hai này và một cây nữa thì ở ngoài ban công đó. Vị chi là Nhung có 3 cây quất, và 3 cây quất này Nhung cũng không phải mua vào vào đêm 30 đâu, mà Nhung mua rất là sớm, mua từ hôm sớm cơ, mà 27 hay 28 gì đó mua luôn. Và khi mà Nhung ra, Nhung cũng nói luôn là em mua quất, mua mấy cây quất trông nó dân dã và nó dễ nuôi một chút, dễ trồng một chút để sau Tết em vẫn có thể sử dụng được đấy. Lý do Nhung mua là bởi vì đây, cái sức sống của nó trông nó rất là hoang dã đấy, cỏ cây nó vẫn còn nguyên sinh, có quả quả xanh, có cả quả chín và lá rất là xanh. Đó, sức sống nó rất là mãnh liệt. Đó, đấy là lý do mà Nhung mua những cái cây quất này, không phải để trưng bày mấy ngày Tết mà sẽ để trồng, về trồng và để chăm về lâu về dài. Và thực sự là trong khu vườn của nhà Nhung thì Nhung cũng rất là mát tay và trồng được rất là nhiều loại hoa, thậm chí là hoa quả ăn được ạ. Ví dụ trong vườn của nhà Nhung có na này, có na đã được ăn quả rồi này, đã thanh long cũng đã được ăn quả rất nhiều rồi, mấy vụ rồi, 3 4 vụ thanh long đã được ăn quả rồi này. Có chanh này à, đấy à, hôm nay trong khu vườn của nhà Nhung thì có hai ba 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 cây chanh, thì có khoảng gần chục quả. Và hôm nay thì tình cờ Nhung Nhung gọi là tỉa cái cây nha đam thì phát hiện ra một cây chanh có một quả to đùng luôn đó, thế và rất là bất ngờ luôn. Thế còn ngoài ra thì có gần chục quả nho nhỏ xinh xinh đó. Thì Nhung xin phép giới thiệu một chút về cây và hoa trong nhà Nhung vào dịp Tết thì có những gì nhá. Và Tết này chỉ giản dị như vậy thôi. Và mỗi một ngày thì Nhung đều làm một cái công việc gì đấy ý nghĩa mà không quá gấp gáp, cũng không phải là đòi hỏi quá xô bồ, và cũng không cần phải sử dụng chữ phải ở đấy. Nhung cũng không áp lực là trong ngày hôm nay phải đi được những chỗ này, những chỗ này. Và Nhung chỉ lấy một một hai điểm rất là ý nghĩa và Nhung đi thôi. Thì ngày hôm qua thì Nhung đi Nhung và Hữu Long Hưng cùng bé sữa thì đi lên bờ hồ, lên hồ Hoàn Kiếm đi chơi một vòng các con phố cổ để tận hưởng cái không khí Tết trong những cái ngày này. Và ngày hôm qua thì trên hồ rất là đông và vui đó. Thế và sau đó thì hai đứa lại vòng qua vòng gần ra đận ra tận gần chỗ gọi là Hồ Tây, gần gần đấy thôi chứ không phải đi sát về Hồ Tây. Hay còn ngày hôm nay thì Nhung sang bên bố mẹ, Nhung sang bố mẹ. Thế còn đâu là Hữu Long Hưng thì về bên 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 mẹ Hoa và đi Tết cụ ở trên phố Hàng Giày đó. Thì thực sự là ngày Tết với Nhung nó đơn giản như vậy và nó cũng không quá là áp lực. Và Nhung muốn là Tết thực sự là thời điểm mình được nghỉ ngơi
và thời điểm thực sự là mình được hưởng thụ, chứ không phải là Tết là để áp lực những cái gọi là thủ tục, rồi là những cái yêu cầu, những cái quy định nó quá là khắt khe, để làm sao đến ngày Tết của mình thật sự là vui, thật sự là ý nghĩa và thật sự là được nghỉ ngơi. Bởi vì sau cả một năm dài làm việc khá là vất vả rồi thì Nhung năm nào cũng vậy, những ngày Tết thì Nhung thường dành dành cho gia đình, dành cho chính mình, dành cho chính mình chứ không phải dành cho gia đình, dành cho chính mình. Tết là dịp mà Nhung refresh bản thân này, Nhung đọc sách này, Nhung nghe nhạc này, Nhung hát này, Nhung nấu ăn, Nhung làm bánh vân vân và vân vân. Có những năm thì làm bánh tẻ, làm bánh một số loại bánh quy, rồi có những năm thì làm một cái món gì đấy để tặng cho anh chị em bạn bè và người thân. Còn năm nay thì Nhung làm trà gạo lứt đây. Nhung làm năm nay Nhung làm được 39 hộp trà gạo lứt để đi tặng, đi 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 lì xì cho người thân và cho anh chị em bạn bè. Và hôm nay Nhung có mang sang biếu bố mẹ và anh chị nhà bác, thì là mẹ bảo là mẹ thấy con làm như vậy thì nó khá là tốn, về nguyên liệu nó khá là tốn kém và như vậy thì nó cao ấy, nó chi phí nó sẽ cao. Thì Nhung nói rằng là như này, cái mục tiêu chính của mình ấy, mình sẽ quay lại cái mục tiêu chính của mình tặng mọi người để làm gì ạ? Mình tặng mọi người để mọi người cải thiện sức khỏe, tặng anh chị em đồng nghiệp trong đội nhóm của mình để mọi người cùng khỏe và cùng làm việc ạ. Mình tặng người thân của mình để những người thân của mình cùng khỏe cùng vui ạ. Mình tặng những người hàng xóm để những người hàng xóm bên cạnh mình cũng khỏe cũng vui và cùng nhau có một cái cuộc sống ý nghĩa, chan hòa và đoàn kết ạ. Đó, rồi đấy là những cái lý do mà vì sao mà Nhung dành tất cả, hầu như tất cả những cái Tết này để làm trà. Đó, đây là 39 hộp trà mà Nhung làm rất là kỳ công đó, để làm quà tặng, làm quà lì xì đầu năm cho anh chị em bạn bè người thân, cho anh chị em đồng nghiệp, cho những người hàng xóm thân thiết dễ thương của Nhung. Đó, chúc mừng năm mới anh chị em, cô chú, anh chị em và các bạn, một năm 2023 thực sự là khởi sắc, thực sự là khỏe mạnh và thành công nha.